anh đẹp trai đang lấy bánh lấy bánh cho các đồng đạo cho đồng đạo chứ không phải là lễ ăn dụng. Giống như ăn dụng mẹ đi, nói mẹ anh tờ ưng tưng sắc tứng à, con sáu kìa. Nó ở bên đó, bên nhà chạy của ổng luôn hả anh Tân? Ừ. Ở đây thường mà kiểu tối về ngủ rồi nó đi qua nhà ổng ngủ mà. Gì hả? Ổng đi về bước rồi về là ở nó chạy theo. Đã gì? Hả? Hey. Hù hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hình như 6 tiếng phải không các bạn? Hình như là cũng Nam mô A Di Đà Phật. À đúng, hình như 6 tiếng các bạn, chắc cũng giống như tiếng niệm Phật vậy đó ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 6 tiếng nữa các bạn đếm đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Giống như niệm Phật 6 tiếng vậy ha. Tâm linh người giặc nhẫn đòn. Có cái câu gì thầy nó như tôi quên rồi đó, cái câu gì tôi nói đó. Quý vị là như nãy hồi thương nói câu đó là tôi nhớ là người giặc nhẫn đòn thì không biết nói mà lòng biết nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gán là tu rồi. Trời ơi, nhắc quay con gói của người ta vậy. Biết hả? Tên gì? La Viết hả? La Viết hả? Đó, thấy chưa? Nói tôi nói được kiểu liền, La Viết. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Quá khôn. Y đứng một chân luôn kìa. Nó chim kia nó mất tiêu vậy. Y đứng đứng một chân luôn cậu. Ủa, Y đứng một chân một kìa. Ủa, mấy bác? Thường con sáu đứng mấy chân? Con sáu đứng mấy chân? Đứng có một chân một à? Đứng có một chân một. Ê. Ê. Quá đã, quá đặc biệt. Xin kính chào quý ông bà cô bác cũng như các bạn kính mến, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày 18 tháng 5, là ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay cũng ngay cái mùa dịch bệnh, vì thế nên là trong các bàn trị sự cũng như là bên tổ đình An Hòa Tử và không có được làm lễ, hoặc là tổ chức lớn thì không có được phép. Vì vậy thì chỉ có đơn sơ như thế này, nhưng mà với một cái tấm lòng thành kính thiên tha, cũng mong rằng ơn trên Đức Phật Đức Thầy cũng minh chứng và cũng như gia hộ cho toàn thể chúng sanh. Đây quý vị và các bạn, đây là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Sơn. Chỉ như vậy thôi, cũng có cầu quốc thế dân an thì cũng đã cầu nguyện xong rồi. Thì cũng như là mình đến đây thì mình tử túc thôi ha quý vị.